Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, kênh Cùng Bạn Đọc Sách của Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Những khái niệm cơ bản về khiếm thị do Mái ấm Thiên Ân dịch. Chương 4: Sống độc lập. Chương này giới thiệu 5 chủ đề liên quan đến cuộc sống độc lập. Hai phần đầu bàn về sự thay đổi môi trường và những phương thức thích ứng. Phần 3 tập trung vào kỹ thuật định hướng di chuyển, phần 4 mô tả các phương tiện khác nhau hỗ trợ người nhìn kém, và phần sau cùng trình bày những cách thức và công cụ để đọc viết. Việc nhận biết những cách thay đổi môi trường, những kỹ thuật và phương tiện trợ giúp được sử dụng cho cuộc sống độc lập sẽ giúp bạn giao tiếp với người khiếm thị một cách tinh tế và tự tin. Mục tiêu: sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể A. xác định những cách thức thay đổi môi trường xung quanh, B. thảo luận về những phương thức thích ứng, C. trình bày các kỹ thuật định hướng di chuyển, mô tả các trợ cụ chuyên dùng cho người nhìn kém, E. đưa ra những mẫu trợ cụ để đọc và viết. 1. Thay đổi môi trường. Phần này cung cấp tổng quan ngắn gọn về sự thay đổi môi trường có sử dụng sự chiếu sáng và sự tương phản. Thêm vào đó, sẽ thảo luận về những thay đổi để làm tăng tính an toàn. Để sống độc lập, đi học, đi làm, người nhìn kém thường sử dụng sự chiếu sáng và sự tương phản để thay đổi môi trường. Lưu ý rằng những thay đổi sẽ khác nhau tùy vào dạng và mức độ nhìn kém, tùy vào công việc cụ thể cũng như tùy vào sở thích cá nhân. 1.1 chiếu sáng. 1.1.1 Việc chiếu sáng phù hợp giúp người nhìn kém hoàn tất nhiều công việc thường ngày. Có nhiều sự lựa chọn chiếu sáng khác nhau bao gồm A. ánh sáng tự nhiên ban ngày, B. ánh sáng đèn tròn phổ quang, C. ánh sáng đèn halogen hồ quang, D. ánh sáng đèn neon hồ quang, E. ánh sáng đèn LED. Ánh sáng tự nhiên ban ngày thường là rất sáng và chẳng tốn tiền, vì thế nó thường là sự lựa chọn số 1. Ánh sáng đèn tròn là loại phổ thông nhất trong ánh sáng nhân tạo. Nó cho ánh sáng hội tụ, vì thế nó thích hợp làm đèn bàn cho những công việc cần nhìn gần như đọc sách hay đan thêu. Ống đèn hồ quang phát ra ánh sáng trắng hội tụ nhiều hơn ánh đèn tròn, khiến cho ánh sáng rất sáng và thích hợp cho việc tăng cường độ tương phản khi làm công việc cần nhìn gần. Tuy nhiên, vì nó sinh nhiều nhiệt nên không được khuyên dùng cho những công việc thời gian dài. Đèn hình con cho ánh sáng trắng xanh trong một khu vực rộng và thường không tạo bóng. Tuy nhiên, ánh sáng có thể thỉnh thoảng bị nhấp nháy. Gần đây có thêm đèn LED, ứng dụng công nghệ cao là công nghệ chip bán dẫn LED phát quang. Đèn LED có kích thước nhỏ, cho ánh sáng rất sáng mà lại tiêu thụ ít điện năng, tiết kiệm từ 40 đến 70% so với đèn hình quang. Đèn LED ở tuổi thọ cao và đặc biệt là có thể thích hợp tốt với hệ thống chiếu sáng thông minh, ví dụ như cảm ứng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh cường độ sáng. Đèn LED tỏa nhiều nhiệt nên cần được tản nhiệt tối để giữ, nên cần tản nhiệt tốt để giữ tuổi thọ của đèn. Hiện nay đèn còn khá đắt. 1.1.2 Nhìn kém và sự chiếu sáng. Để ánh sáng tỏa đều, người nhìn kém thường sử dụng 2-3 nguồn trong phòng. Ví dụ, phối hợp với ánh sáng phát ra từ bóng đèn tròn và đèn hình quang thường là ánh sáng tốt nhất cho các hoạt động hàng ngày vì nó tạo nên ánh sáng gần giống nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên. Giảm độ sáng và tránh bị chói mắt. Tuy nhiên, sáng hơn không hẳn lúc nào cũng tốt hơn vì nhu cầu mỗi người mỗi khác. Một số người thích ánh sáng mờ hơn vì bệnh lý riêng của mắt họ. Thực ra, ngay cả ánh sáng bình thường hoặc ánh sáng phản chiếu lại từ những bề mặt nhẵn bóng cũng có thể tạo ra rất nhiều ánh chói. Để giảm bớt ánh sáng hay tránh bị chói mắt, người ta kê chỗ ngồi sao cho lưng của họ quay về hướng cửa sổ. Người ta điều chỉnh mạnh cửa để đưa ánh sáng mặt trời hắt lên trần. Lọng đèn mờ và công tắc tăng giảm cũng có thể giúp điều chỉnh ánh sáng. Đèn neon của gần tầm chống loà cũng có hiệu quả tốt. Có những biện pháp khác như lắp đặt những tấm gương sao cho không phản chiếu ánh sáng và dùng xi đánh nền không phản sáng. Thêm vào đó, người ta thường hay chiếu ánh đèn vào công việc đang làm bằng cách đặt đèn sau lưng hay bên cạnh. 1.1.3 Các chỉ dẫn thêm về việc chiếu sáng. Cách bài trí ánh sáng có thể làm cho nhiều môi trường như nhà ở, trường học và nơi làm việc trở nên thuận tiện cho người khiếm thị. Đặt đèn đính và đèn bàn, gần ghế giúp cho người ta dễ làm những việc cần nhìn gần như đọc sách. Từng sơn màu sáng cũng có thể giúp phản chiếu lại phần lớn ánh sáng rọi tới. Những đèn gắn thêm ở những nơi như nhà kho, lối đi, tủ âm tường cho quần áo và nhà tắm cũng có thể mang lại nhiều ích lợi. 1.2 Sự tương phản. 1.2.1 Sự tương phản cũng là một cách để thay đổi môi trường. Chẳng hạn như, những vật thể có màu sáng thì dễ nhìn thấy hơn nếu chúng được đặt trên nền sẫm. Và ngược lại, thêm vào đó, giảm thiểu vật rườm rà, rối mắt như nền có hoa văn hoặc sập cũng sẽ có ích. 1.2.2 Sử dụng sự tương phản. Có nhiều cách sử dụng sự tương phản để thay đổi môi trường. Những phụ kiện màu sáng giúp định vị đồ đạc trong nhà dễ dàng hơn. Việc sơn chân tường có màu tương phản với màu của tường này và sàn giúp người ta đi lại trong môi trường này thuận tiện hơn.
các cửa sẽ dễ nhận diện hơn nếu màu sắc của chúng tương phản với tường và sàn. Thêm vào đó, sơn hoặc dán băng keo có màu tương phản làm cho các tay nắm cửa và công tắc đèn dễ nhận diện hơn. 1.3. Chiếu sáng và tương phản. Chiếu sáng và tương phản là những cách tuyệt vời để thay đổi môi trường. Chẳng hạn như ánh sáng phù hợp sẽ hữu dụng dù người ta đang đọc tiểu thuyết ở nhà, đọc sách giáo khoa tại trường hoặc hoàn thành sổ sách tại cơ quan. Chén dĩa màu đậm tương phản với bảng màu trắng sẽ dễ dàng định vị hơn khi dùng bữa, cho dù ở nhà, phòng ăn trưa ở trường hay quán cà phê nơi công sở. 1.4. Thay đổi để an toàn. Việc sử dụng hợp lý ánh sáng và sự tương phản cũng có thể làm tăng tính an toàn, chẳng hạn như tăng cường ánh sáng ở các bậc lên xuống và lối đi cầu thang có thể phòng tránh té ngã. Tuân theo chỉ dẫn cho nhà sản xuất khi sử dụng ống đèn cao cấp hoặc đèn halogen giúp ngăn ngừa bị phỏng và hỏa hoạn. Thật vậy, không bao giờ dùng bóng đèn lớn hơn công suất quyết định là sự cẩn trọng cần thiết. Sơn cắp mé của bậc thang và bờ đường dốc cũng như tay vịn cầu thang với màu sắc sáng tương phản cũng có thể phòng ngừa té ngã. Bậc thang trên cùng, bậc thang dưới cùng và chiếu nghỉ có màu sắc tương phản với các bậc khác cũng có thể giúp phòng ngừa tai nạn. Việc thay đổi ánh sáng và sự tương phản đem lại sự cải thiện đáng kể cho môi trường nhà ở, trường học và công sở. Thêm vào đó, việc sử dụng ánh sáng và sự tương phản đúng cách cũng làm tăng tính an toàn. Danh mục tài liệu tham khảo về sự thay đổi môi trường, Hội người khiếm thị Hoa Kỳ và IARP 1987 tuổi tác và thị lực, tận dụng thị lực còn lại. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ thay đổi ngôi nhà của bạn. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ kiến tạo môi trường dễ tiếp cận cho người khiếm thị cao tuổi. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ chỗ ở dành cho người lao động mất thị lực. Trung tâm dành cho người bị giảm thị lực. Chiếu sáng phần quan trọng trong việc phục hồi thị lực. Jeffrey Maureen A làm cho cuộc sống đáng sống hơn. Những thay đổi đơn giản cho cuộc sống tại nhà sau khi mất thị lực. New York AFP Press 2002. Jeffrey Maureen A nền sống độc lập mới. Sự thay đổi môi trường trong các công trình công cộng dành cho người khiếm thị cao tuổi. Aware Publications 1997. Griffin Shirley, Nora và Jet Groff, những tác sống độc lập làm việc với người khiếm thị cao tuổi. New York AFP Press 1993. Robert Dan cùng với sự hỗ trợ thông tin do Royco cung cấp, chiếu sáng cho người nhìn kém. Takeshita Bill, phát triển thị lực cho con của bạn, hướng dẫn dành cho các bậc cha mẹ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị khiếm thị. Trung tâm dành cho người bị giảm thị lực. Tóm tắt, phần này thảo luận về sự chiếu sáng và sự tương phản cũng như cách thức chúng được sử dụng để thay đổi môi trường và làm tăng tính an toàn cho cuộc sống độc lập. 2. Những phương thức thích ứng. Những khái niệm cơ bản về khiếm thị. Những người khiếm thị sử dụng nhiều phương thức thích ứng. Phần lớn mô tả những phương thức cơ bản sử dụng các chỉ dấu cảm nhận được bằng giác quan và sự sắp xếp ngăn nắp. Thêm vào đó, phần này cũng thảo luận về các kỹ thuật an toàn. Những phương thức thích ứng sử dụng những chỉ dấu cảm quan sensory clues. Các chỉ dấu cảm quan gồm sờ thấy, xúc giác, nghe thấy, thính giác, ngửi thấy, khứu giác và xem thấy, thị giác. Chúng cung cấp thông tin về thế giới xung quanh. Chẳng hạn như một luồng gió ấm trong phòng có thể cho biết cửa sổ đang mở và chất vải mềm mại giúp nhận biết chiếc áo len trong tủ. Nghe tiếng mưa rơi tí tách trên ô kính cửa sổ nhắc ta nhớ là cần phải mang dù khi đi ra ngoài ăn trưa. Tiếng gõ trên bàn phím vi tính hoặc mẹ đánh chữ Braille cho biết đồng nghiệp đang có mặt và đang bận làm việc. Mùi hương cà phê có thể giúp nhận biết vị trí phòng giải lao của nhân viên. Đối với người nhìn kém, một hình chấp màu cam cảnh báo sàn đang ướt và cần phải cẩn thận. Người khiếm thị sử dụng các chỉ dấu cảm quan để thực hiện rất nhiều công việc hàng ngày cũng như để đi lại. Công việc có thể là phân biệt tiền, xem giờ và nấu ăn. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, chỉ có đồng 10 xu và 25 xu có viền răng cưa, nhưng chúng khác nhau về kích cỡ. Đồng 1 xu và 5 xu không có viền răng cưa và khác nhau về kích cỡ. Thêm vào đó, người ta gấp các tờ giấy bạc để sớ biết mệnh giá. Ở Mỹ, những người để nguyên không gấp các tờ 1 đô la, gấp làm đôi theo chiều dài các tờ 5 đô la và gấp làm tư các tờ 10 đô la. Để biết giờ, người khiếm thị có những chiếc đồng hồ mà họ có thể nghe, sờ hoặc nhìn. Và hai loại đồng hồ nói và đồng hồ sờ chữ Braille đều đang có bán. Người nhìn kém có thể sử dụng đồng hồ của chữ số lớn hoặc đồng hồ bình thường có màu mặt tương phản với các số. 2.2. Sắp xếp ngăn nắp. Việc sắp xếp ngăn nắp là một cách thức bảo quản và tìm đồ đạc. Đồ đựng và dán nhãn là các yếu tố của việc sắp xếp. 2.2.1. Đồ đựng. Cất giữ những đồ vật trong khay hộp hay giỏ đựng của nó là phương pháp sắp xếp hữu hiệu khi ở nhà, ở trường hoặc công sở. Người khiếm thị có thể dùng tấm ngăn để tách riêng đồ vật trong ngăn kéo hay cất giữ những vật nhỏ trong bao. Họ có thể dùng ví có ngăn để đựng tiền giấy và tiền xu có mệnh giá khác nhau. Thêm vào đó, luôn luôn trả vật dụng về đúng chỗ là biện pháp quan trọng. Ở nơi làm việc, thật lý tưởng nếu các công nhân sắp xếp chỗ làm của riêng mình sao cho có hệ thống ngăn nắp và tự cảm thấy thuận tiện. 2.2.2. Ghi nhãn. Ghi nhãn là cách thức sắp xếp căn bản. Người nhìn kém có thể lấy thêm thẻ mực trắng trơn, dùng bút lông đen viết nhãn trên đó, rồi lại lấy dây thun cột nó vào vật. Tương tự, người khiếm thị có thể dùng đồ bấm nhãn để làm nhãn chữ Braille hoặc nhãn chữ nổi. Người khiếm thị thường tự nghĩ ra nhiều cách đánh dấu cho riêng mình. Các nhãn nổi, chữ in đậm các loại vải và những dấu hiệu sờ được khác đều có thể được sử dụng.
muốn nghiên cứu thêm về cách làm nhãn nổi, xin xem giáo trình sử dụng nhãn nổi Using Race Markers của trường khiếm thị Hadley. Những đồ vật thông dụng rẻ tiền như dây thun, dây ruy băng, băng keo, miếng dán Velcro và kim băng cứng có thể dùng để đánh dấu. Người khiếm thị đánh dấu trong nhiều môi trường khác nhau như nhà ở, trường học và nơi làm việc. Chẳng hạn, họ ghi nhãn cho sách, tập đựng tài liệu các môn học và tập hồ sơ bằng chữ Braille, chữ phóng lớn hay dấu hiệu có thể sờ được. Đánh dấu cũng hữu dụng cho việc nấu nướng và ăn uống. Người khiếm thị ghi nhãn các loại thực phẩm để dễ tìm. Đánh dấu giúp cho việc điều khiển các dụng cụ nhà bếp như bếp lò hay lò vi ba dễ dàng hơn bằng cách đánh dấu các chế độ cài đặt thường dùng nhất. 2.2.3 khái niệm mô tả món ăn để trong đĩa, xếp chén đĩa bằng cách so sánh với mặt đồng hồ rất tiện lợi khi dùng bữa. Nói cách khác, 12 giờ là phía trên đĩa và 6 giờ ở phía dưới, 3 giờ ở bên phải đĩa và 9 giờ ở bên trái. Vì thế, bạn có thể bảo người cùng ngồi ăn là tách trà để ở chỗ 1 giờ. Người khiếm thị sử dụng các chỉ dấu cảm quan và cách sắp xếp ngăn nắp ở nhà, ở trường và ở chỗ làm. Những biện pháp nền tảng này cũng hình thành cơ sở cho nhiều kỹ thuật an toàn. Biện pháp giữ an toàn. Có nhiều biện pháp nâng cao tính an toàn cho người khiếm thị, chẳng hạn việc lau sạch ngay chất lỏng bị đổ giúp tránh trượt ngã. Đánh bóng nền nhà với xi không trơn hay phủ nền với thảm vải không trơn trượt cũng hữu dụng. Nhiều sự thay đổi để an toàn có liên quan đến việc sắp xếp, chẳng hạn như xếp các con dao sắc hoặc các vật sắc bén ở nơi riêng biệt có thể giúp phòng tránh đứt tay. Di rời hoặc chuyển vị trí các bàn có cạnh rác cũng giúp phòng tránh bị thương. Dẹp bỏ các tấm thảm không còn sử dụng, bàn thấp và thảm trải sàn rách có thể làm giảm rủi ro bị vấp té. Gỡ bỏ hoặc dán chặt dây điện ở lối đi cũng làm giảm rủi ro tai nạn. Những sự thích ứng an toàn này giúp ích trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nhà ở, trường học và nơi làm việc. Chẳng hạn, trong bất kỳ môi trường nào, việc dán chặt các dây điện là một sự phòng ngừa quan trọng. Các chỉ dấu từ môi trường, thói quen sắp xếp gọn gàng và những kỹ thuật an toàn giúp người khiếm thị có thể xoay sở trong nhiều môi trường khác nhau. Danh mục tài liệu tham khảo về các phương thức thích ứng. Cơ quan nghiên cứu và chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi thị lực, mô hình dự án chăm sóc và lợi ích. Phần tóm tắt tài liệu. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ. Kiến tạo một môi trường để tiếp cận dành cho người khiếm thị cao tuổi. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ, các mẹ vặt trong nhà bếp. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ, các mẹ vặt trong việc tổ chức phòng tắm của bạn. Hội người khiếm thị Hoa Kỳ, các mẹ vặt trong việc tổ chức phòng ngủ của bạn. Delphi Maren A, làm cho cuộc sống đáng sống hơn. Những thay đổi đơn giản cho cuộc sống tại nhà sau khi mất thị lực. New York AFB Press 2002. Griffin Shirley, Nora và Gilda Groff, nguyên tắc sống độc lập, làm việc với người khiếm thị cao tuổi. New York AFB Press 1993. Clan Beck Connie, hướng dẫn cho người nhìn kém, Hiệp hội chăm sóc sức khỏe của thành phố Greater Kansas. Tóm tắt, phần này thảo luận về một số phương thức và kỹ thuật thích ứng để sống độc lập, chẳng hạn như sử dụng các chỉ dấu cảm quan, thách thức sắp xếp và biện pháp an toàn. 3. Kỹ thuật định hướng di chuyển. Phần này tóm lược các kỹ thuật và công cụ giúp người khiếm thị có thể đi lại một cách độc lập, kỹ thuật định hướng và di chuyển, kỹ thuật đi với người dẫn đường sáng mắt và kỹ thuật tự bảo vệ, các công cụ trợ giúp đi lại như gậy trắng hay chó dẫn đường và phương pháp định vị bằng âm thanh, echolocation. Chuyên viên định hướng di chuyển, hay còn gọi là chuyên viên OM, Orientation and Mobility Specialist, sẽ hướng dẫn tập luyện. Kỹ năng định hướng giúp người khiếm thị xác định vị trí họ đứng, điểm họ đến cũng như làm thế nào để đến đó. Còn kỹ thuật di chuyển giúp người khiếm thị đi lại an toàn, hiệu quả và tự tin khi sử dụng những thông tin từ môi trường quen hay lạ ở xung quanh. Để nghiên cứu sâu hơn, hãy tham khảo các giáo trình của trường khiếm thị Hadley, tự lập sớm, Early Independence, sống độc lập, Independent Living và đi đến các nơi, Going Places. 3.1. Định hướng. Kỹ năng định hướng liên quan đến việc sử dụng các điểm mốc và đầu mối. Điểm mốc là bất cứ vật thể quen thuộc nào mà ta để dễ nhận biết, chỉ có một và có vị trí cố định trong môi trường đó. Điểm mốc có thể là một lối đi dốc ở giữa tòa nhà, một cây to trước nhà một người bạn, hoặc một tủ nước lạnh ở hành lang tại nơi làm việc. Còn đầu mối là các chỉ dấu cảm nhận được bằng giác quan, cũng như những vật không tồn tại lâu dài tại một nơi trong môi trường. Chẳng hạn như, chúng có thể là mùi thơm tỏa ra từ tiệm bánh, luồng nắng xuyên qua cửa sổ, hoặc âm thanh từ động cơ của tủ lạnh. Chúng cũng có thể là những hàng rào bảo vệ báo hiệu một khu vực đang xây dựng được che chắn, những tấm nệm trên sàn cho biết đó là phòng tập thể dục, hoặc những hình chiếc nón báo hiệu sàn bị ướt. 3.2. Di chuyển. Kỹ thuật di chuyển giúp người khiếm thị tự mình dò tìm môi trường xung quanh. Kỹ năng này bao gồm việc sử dụng kỹ thuật cơ bản khi đi với người sáng mắt dẫn đường, cũng như kỹ năng tự bảo vệ để đảm bảo đi lại an toàn đến một nơi nào đó. Kỹ thuật di chuyển cũng có thể bao gồm việc sử dụng phương tiện trợ giúp đi lại như gậy trắng hay chó dẫn đường. Các thiết bị di chuyển tương thích được thiết kế giúp di chuyển dễ dàng và tự lực dành cho một số trẻ khiếm thị bước đầu chưa thể di chuyển bằng gậy dài. Thường được giới thiệu cho các trẻ nhỏ và được những người bị đa tật sử dụng do không thể sử dụng gậy trắng. Một số mẫu thiết bị hỗ trợ di chuyển điện tử như gậy dùng tia laser và máy định vị GPS. Gậy laser là gậy trắng thông thường có hệ thống quét tia laser gắn bên trong. Khi nó dò thấy chướng ngại vật, máy sẽ rung lên báo cho người sử dụng.
nhiều loại thiết bị GPS, hệ thống định vị toàn cầu, Global Positioning System cũng đang được bán. Một số loại cung cấp hướng dẫn chi tiết bằng tiếng nói khi người khiếm thị sử dụng để đi bộ, giống như thiết bị GPS dành cho xe hơi. Một vài loại có thể kết nối với máy tính xách tay và các thiết bị di động khác, cho biết thời gian, lộ trình và những thông tin về hướng đi. 3.2.1 Kỹ thuật đi với người sáng mắt dẫn đường. Thỉnh thoảng, người khiếm thị có thể nhờ người khác làm người dẫn đường. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật đi với người sáng mắt dẫn đường. Về cơ bản, khi đi với người dẫn đường, người khiếm thị nắm chặt cánh tay người hướng dẫn ngay phía trên khuỷu tay rồi bước theo sau nửa bước. Vị trí này bảo vệ tốt nhất khỏi các chướng ngại tiềm ẩn và cho phép cả hai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và nhịp nhàng. Cũng cần lưu ý xem người khiếm thị thuận tay nào. Có thể biến đổi một chút, ví dụ như trẻ không nhỏ không với tới phần trên cánh tay của người lớn thì có thể nắm chặt cổ tay của người dẫn đường. Ngược lại, người lớn có thể bám vai một em nhỏ dẫn đường. Kỹ thuật này cũng có thể được điều chỉnh phù hợp cho người lớn tuổi hoặc những người có thêm khuyết tật khác. Chỉ dẫn dành cho người dẫn đường sáng mắt. Khi làm người sáng mắt dẫn đường, hãy lưu ý các chỉ dẫn và quy trình sau. Danh mục 9 điều cần lưu ý. A. Hãy ngỏ ý làm người dẫn đường, tuy nhiên đừng làm ra vẻ sự giúp đỡ của bạn là cần thiết. B. Hãy để người khiếm thị nắm cánh tay của bạn phía trên khuỷu tay, đừng bao giờ túm lấy tay của họ để kéo đi hoặc đẩy từ phía sau. C. Nếu người đó đang sử dụng gậy, đừng gây trở ngại cho cánh tay đang cầm gậy. D. Hãy bước đi trước một cách tự nhiên, thả lỏng cánh tay xuôi theo thân mình, giữ khoảng cách trước người ấy nửa bước. E. Nói lời cảnh báo khi cần thiết, chẳng hạn như khi gần đến bậc thang. F. Luôn luôn dừng lại khi có chướng ngại cần phải đổi hướng hoặc thay đổi tốc độ đi. G. Dừng lại ở đầu hay chân cầu thang và nói lời báo hiệu cho người khiếm thị, sau đó bước lên hay xuống bậc thứ nhất và người khiếm thị sẽ theo sau một bậc, tiếp tục bước từng bước một cách tự nhiên và dừng lại khi bạn đến đầu hay chân cầu thang. H. Khi sắp đi vào cửa hay lối đi hẹp, di chuyển cánh tay bạn về phía giữa lưng bạn, điều này báo hiệu cho người khiếm thị biết cần phải đi ngay sau lưng bạn. I. Nếu người khiếm thị muốn ngồi, hãy chỉ vị trí ghế bằng cách đặt tay người ấy lên lưng ghế. Tham quan khu làm việc. Trong phần hướng dẫn cơ bản về công việc cho một người nhận cho một nhân viên mới là người khiếm thị, người chủ nên cho người ấy đi tham quan khu làm việc. Người dẫn đường sáng mắt có thể chỉ rõ vị trí phòng vệ sinh, phòng giải lao và các văn phòng khác. Phòng tham quan nên bao gồm các vị trí các chuông báo cháy, tủ dụng cụ sơ cứu và các đồ vật khác dùng trong trường hợp khẩn cấp. Việc chỉ rõ lối thoát hiểm gần nhất với phòng làm việc của người khiếm thị là rất cần thiết. Thêm vào đó, người chủ có thể sắp xếp cứ hai người một cặp để giúp nhau khi tập huấn phòng cháy chữa cháy hoặc trong các tình huống khẩn cấp khác. 3.2.2 Kỹ thuật tự bảo vệ. Trong môi trường quen thuộc, người khiếm thị đôi khi chọn cách đi lại mà không cần dùng gậy. Thay vào đó, họ sử dụng các kỹ thuật tự bảo vệ hay còn gọi là kỹ thuật an toàn. Trong kỹ thuật an toàn trên, họ sử dụng bàn tay như vật chắn để bảo vệ phần cơ thể phía trên. Trong kỹ thuật an toàn dưới, người khiếm thị sẽ giữ một cánh tay theo đường chéo xuống phía dưới để bảo vệ phần bên dưới của cơ thể. Có khi người ta sử dụng kết hợp cả hai kỹ thuật an toàn trên và an toàn dưới. Kỹ thuật dò tường là kỹ thuật sờ men theo một mặt phẳng những bức tường, cạnh bàn hay lưng ghế sofa nhằm giúp dò ra nơi muốn đến, xác định vị trí một đồ vật hay dò được hướng đi thẳng. Người đi sẽ mở rộng cánh tay, dùng mặt ngoài của các ngón tay, trừ ngón cái để dò theo mặt phẳng. 3.3 Các phương tiện trợ giúp đi lại. Có nhiều loại phương tiện hỗ trợ đi lại giúp người khiếm thị tránh được chướng ngại vật và vượt qua những khó khăn của môi trường. Hai trong những loại phương tiện ấy là gậy trắng và chó dẫn đường. 3.3.1 Gậy trắng. Gậy trắng được làm bằng nhiều loại vật liệu như nhôm, nhựa graphite hoặc sữa carbon và được phủ một lớp phản quang. Ở nhiều quốc gia, gậy này có màu trắng với một đoạn màu đỏ. Các loại thông thường nhất là gậy thẳng, gậy xếp và gậy anten. Gậy thẳng là một đoạn ống dài thẳng suốt từ tay nắm đến đầu gậy, không gấp được. Gậy xếp gồm các ống nối với nhau bằng sợi dây thun ở giữa. Gậy anten gồm các ống đồng tâm, ống này thụt vào trong ống kia. Ba phần của cây gậy trắng là tay nắm, thân gậy và đầu gậy. Tay nắm ở trên cùng, thân gậy là phần thân và đầu gậy là phần cuối chỗ chạm vào mặt đất. Đầu gậy có thể là đầu lăn, rolling chip. Lưu ý rằng, nhiều người nhìn kém cũng như khiếm thị hoàn toàn sử dụng gậy trắng vừa để đi lại vừa để người khác biết họ là người khiếm thị. Hơn nữa, người sử dụng những phương tiện đi lại như gậy trống, khung đẩy bộ và xe lăn cũng có thể biến đổi những phương tiện này dùng như phương tiện hỗ trợ đi lại cho người khiếm thị hay cho mục đích nhận diện. Chẳng hạn, họ có thể dán những phản quang màu trắng vào những phương tiện này. Gậy trắng báo cho người sử dụng biết chất liệu và tình trạng của mặt đường, chẳng hạn như sự thay đổi từ mặt cỏ sang vỉa hè. Gậy bảo vệ phần dưới của cơ thể không bị va đập nếu phát hiện các chướng ngại như thùng rác, cột nước cứu hỏa và xe đang đậu. Nó báo cho biết những thay đổi trên bề mặt đường đi hay những nơi bị thụt xuống như mép lề đường, ổ gà hay bậc lên xuống, nhờ đó giúp phòng tránh té ngã. Tuy nhiên, gậy trắng không bảo vệ được nhiều hiểm họa ở tầm cao trên thắt lưng, chẳng hạn như những cành cây thấp,
đuôi xe tải, mái che của sạp thuốc lá. Hơn nữa, chiều dài cây gậy cũng giới hạn tầm xa và lượng thông tin cần cho người sử dụng. Cây gậy trắng cũng không có mục đích để chống đỡ. 3.3.2. Chó dẫn đường. Cũng như gậy trắng, chó dẫn đường sẽ bảo vệ người khiếm thị khỏi các chướng ngại vật và phát hiện những thay đổi trên đường đi. Chó dẫn đường được nuôi dưỡng đặc biệt và được huấn luyện khắt khe. Cần có sự tận tụy để sở hữu một chú chó dẫn đường vì chó dẫn đường đòi hỏi sự chăm sóc và tập luyện hàng ngày. Người nào chọn lựa chó dẫn đường cần có kỹ năng định hướng di chuyển tốt vì chó không được huấn luyện để biết đi đâu. Người dùng chó phải chỉ dẫn nơi đến và đến đó cách nào. Chú ý là chỉ có một tỷ lệ nhỏ người khiếm thị dùng chó dẫn đường. Ở nhiều nước, người khiếm thị có thể được hướng dẫn tập luyện cũng như được cấp chó dẫn đường miễn phí. Ngoài ra, tại Mỹ, luật pháp còn cho phép chó dẫn đường đi vào những nơi công cộng. Một con chó đang đeo dây tai là đang thi hành nhiệm vụ và không nên đối xử với nó như một con thú cưng không thông thường. Đừng bao giờ gọi, vỗ về hoặc cho nó ăn khi nó đang đeo đai. Làm như thế là bạn đang làm nó mất tập trung và gây nguy hiểm cho người chủ khiếm thị. 3.4. Phương pháp định vị bằng âm thanh, echolocation. Phương pháp này dùng âm thanh của tiếng tặc lưỡi để nhận biết sự vật xung quanh. Khi âm thanh được phát ra, nó sẽ va chạm vào vật thể và dội lại một thứ âm thanh ba chiều. Tùy vào khoảng cách và tính chất của sự vật mà âm thanh dội lại khác nhau. Khoảng thời gian để âm thanh vọng lại cho người khiếm thị biết vị trí và khoảng cách của sự vật. Nó còn cho biết kích thước, hình dạng và cả cái gọi là chiều sâu cấu trúc bao gồm mức đậm đặc, mức rắn hay mềm của sự vật nữa. Phương pháp này mô phỏng phương pháp định vị của một số loài vật như sói, cá voi, cá heo. Một số người khiếm thị sử dụng điêu luyện phương pháp này để di chuyển, để đạp xe leo núi, vân vân, đến người ta nói họ không nhìn mà thấy. Có nhiều kỹ thuật giúp người khiếm thị đi lại thành công. Các chuyên gia OM sẽ hướng dẫn những kỹ thuật này. Kỹ thuật người sáng mắt dẫn đường và các kỹ thuật tự bảo vệ tạo thuận lợi cho việc đi lại một mình. Công cụ hỗ trợ đi lại có thể là gậy trắng và chó dẫn đường. Danh mục sách tham khảo về kỹ thuật định hướng di chuyển. Trung tâm khiếm thị Arizona, Bishop Virginia E, trẻ khiếm thị trước tuổi đi học, trường khiếm thị Texas, Học viện Canh Tân đi lại của người khiếm thị, Tổ chức Hải đăng quốc tế, Martin Harry, những điều người khiếm thị mong muốn người sáng mắt biết về họ, Orlando FL, nhà xuất bản Harry Martin năm 1997, Martinez, Caroline và Ken Moss, tập luyện định hướng di chuyển, con đường để đi, See Here Newsletter, trường khiếm thị Texas, và số 4, mùa thu năm 1998, 10-14, Tổ chức Người khiếm thị quốc gia, Score Gerandai T.S., nền tảng giáo dục cho trẻ em và thiếu niên khiếm thị, lý luận và thực tiễn, nhà xuất bản AFB, New York năm 1986. Đại học Stephen F. Austin State. Tóm tắt, phần này bàn về kỹ thuật và dụng cụ hỗ trợ người khiếm thị đi lại một cách độc lập, đưa ra định nghĩa kỹ thuật định hướng và di chuyển, trình bày những điều cơ bản qua các kỹ thuật tự bảo vệ và kỹ thuật người sáng mắt dẫn đường cũng như bàn về các dụng cụ hỗ trợ đi lại. 4. Dụng cụ hỗ trợ người nhìn kém. Dụng cụ hỗ trợ nhìn kém giúp đọc chữ in thường và chữ phóng lớn, thực hiện các công việc cần nhìn gần và hỗ trợ việc đi lại cũng như quan sát từ xa. Những dụng cụ này gồm kính lúp, ống nhòm, kính hiển vi và kính telemicroscope cũng như màn hình phóng lớn CCTV. Các chuyên gia về nhìn kém đánh giá thị lực và tư vấn việc sử dụng các dụng cụ hỗ trợ để có thể đáp ứng các nhu cầu, sở thích cá nhân và họ cũng hướng dẫn tập luyện. Dụng cụ hỗ trợ nhìn kém không giúp lấy lại phần thị lực đã mất, nhưng giúp người ấy sử dụng thị lực còn lại để sống độc lập hơn và vui hưởng những hoạt động mà họ ưa thích. Loại dụng cụ hỗ trợ nhìn kém được lựa chọn tùy theo bệnh dạng và mức độ khiếm thị, tùy theo nhu cầu về mức độ sáng và sợ chói của từng cá nhân cũng như nhiều yếu tố khác. Hơn nữa, mỗi trợ cụ hữu dụng cho mỗi công việc cụ thể khác nhau. Chẳng hạn, có người dùng trợ cụ này để xem TV, thì lại dùng trợ cụ khác để đọc sách báo. 4.1. Kính lúp, magnifier lup. Kính lúp phóng to những hình ảnh ở gần như chữ in trên báo, số trên nút vặn lò nướng, nhãn hiệu sản phẩm cùng với lời hướng dẫn. Kính lúp có thể cầm tay, gài vào kính đeo mắt như kính của thợ kim hoàn hay gắn trên giá đỡ. Nhiều loại nhỏ đủ để bỏ túi hay mang trên dây đeo cổ, một số được trang bị thêm đèn đập nhỏ. Kính lúp chủ yếu được sử dụng cho những công việc nhanh chóng như điền đơn, đập giá tiền và xem mệnh giá tiền. Kính hiển vi microscope. Loại dụng cụ hỗ trợ này giúp phóng to những vật ở gần, giúp nhìn thấy những chi tiết nhỏ hơn mà người ta không thấy khi dùng kính lúp. Nhiều thấu kính hiển vi được gắn vào gọng kính đeo mắt cho phép nhìn với phạm vi rộng vì chúng được đeo gần mắt. Điều này làm nó hữu dụng hơn cho việc đọc sách lâu cũng như các công việc cần sử dụng tay như viết, khâu đan và làm vườn. 4.3. Ống nhòm telescope. Ống nhòm phóng to những vật ở xa, vì thế nó được dùng để hỗ trợ nhìn tầm xa. Ví dụ, ống nhòm rất hữu dụng khi đọc chữ trên bảng trong lớp hay thực đơn của nhà hàng. Ống nhòm cho phép người di chuyển nhìn những vật như đèn giao thông, bảng chỉ đường, bảng hiệu của cửa hàng và số xe buýt. Có hai loại ống nhòm một mắt monocular và ống nhòm hai mắt binocular. Có những kiểu được thiết kế cầm tay và có những kiểu được gắn vào gọng của kính đeo mắt. Ống nhòm cầm tay hiệu quả nhất khi dùng để quan sát nhanh một vật ở xa như xem số nhà.
ống nhòm gắn trên gọng kính hữu ích vì không phải cầm trên tay. Chúng cũng rất tiện lợi cho các hoạt động trong thời gian dài như xem TV, xem phim hay những màn biểu diễn trực tiếp. 4.4. Telemicroscopes. Telemicroscopes đơn giản là một ống nhòm được gắn thêm thấu kính phóng đại magnifying lens hoặc tròng để đọc reading cap để dùng để quan sát những vật ở gần. Chuyên gia về nhìn kém có thể kê toa cho người nhìn kém thiết bị này để tập trung nhìn ở khoảng cách làm việc nhất định nào đó, chẳng hạn như đọc tài liệu trong khoảng cách một cánh tay. Telemicroscope được gắn vào gọng kính đeo để không vướng tay. Chúng khá lý tưởng khi được dùng cho công việc làm ở khoảng cách cố định như đọc bằng nhạc hoặc nhìn màn hình vi tính. 4.5. Màn hình phóng lớn Closed Circuit Television, CCTV. CCTV hay TV gắn đầu thu hình rất hữu dụng trong những công việc như đọc, viết hay xem hình ảnh. Người dùng đặt tài liệu trên một khay đọc chuyển động và máy thu hình của CCTV chụp và phóng đại những dòng chữ hay hình ảnh đó lên một màn hình. CCTV cho phép người dùng điều chỉnh kích cỡ, độ sáng và độ nét của hình ảnh. Người dùng cũng có thể tăng độ tương phản màu sắc của màn hình như dùng chữ trắng trên nền đen. Có loại CCTV màu, có loại đen trắng và có loại nhỏ, có thể cầm tay. 4.6. Phòng khám và các chuyên gia về nhìn kém. Các phòng khám nhìn kém thực hiện những kiểm tra đặc biệt để xem những dụng cụ hỗ trợ nào phù hợp nhất cho người nhìn kém. Có nhiều nhóm chuyên viên huấn luyện cho người nhìn kém sử dụng những dụng cụ hỗ trợ này, đó là danh sách 7 dạng chuyên viên hỗ trợ, nhân viên đo thị lực, optometrist, bác sĩ chuyên khoa mắt, ophthalmologist, kỹ thuật viên kính mắt, opticians, chuyên gia làm việc trị liệu, occupational therapist, chuyên gia định hướng di chuyển, orientation and mobility specialist, giáo viên phục hồi thị lực, vision rehabilitation teacher, chuyên gia phục hồi nhìn kém, specialist in low vision rehabilitation. Chuyên gia phục hồi nhìn kém là một bác sĩ chuyên phục hồi thị lực kém. Chuyên gia này kết hợp với bác sĩ mắt để làm tăng tối đa khả năng nhìn còn lại của bệnh nhân. Các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém như kính lúp, ống nhòm, kính hiển vi, kính telemicroscopes và CCTV là những công cụ rất hữu ích. Chúng giúp người nhìn kém đọc, hoàn thành những hoạt động ở gần và đi lại an toàn hơn. Danh mục tài liệu tham khảo về các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém: Trung tâm cho người nhìn kém, dụng cụ hỗ trợ sống độc lập, Just Render T, các dịch vụ cho người nhìn kém, Appetite LORA hiệu đính, nhà xuất bản AFB New York năm 1992, Just Render T, lựa chọn chữa trị, chương 10, hiểu biết về nhìn kém, nhà xuất bản AFB New York năm 1983, mắt kính Lionsgate, Low Vision Gateway, các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém, trung tâm thông tin về nhìn kém, các công cụ hỗ trợ mắt cho người nhìn kém, tổ chức quốc gia về hội chứng đặc tạng và giảm sắc tố, NOSAH, các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém, SAC, LIS và Variating, các dụng cụ trợ giúp việc đọc cho người nhìn kém, Veraza, Laurasi, các lựa chọn phục hồi dành cho bệnh nhân nhìn kém, số 4, tháng 7, 8 năm 2001, 148-151, Viewfinder Low Vision Resource Center, cấp bộ nhìn gần cho người nhìn kém, Bệnh viện mắt Wales, các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém. Tóm tắt, phần này bàn về cách thức các dụng cụ hỗ trợ nhìn kém, kính lúp, ống nhòm, kính hiển vi, telemicroscopes, CCTV trợ giúp người nhìn kém đọc chữ in thường và chữ phóng lớn, thực hiện các công việc ở gần và trợ giúp việc đi lại cũng như những việc nhìn xa khác. 5. Đọc và viết. Phần này mô tả những cách thức và công cụ mà người khiếm thị dùng để đọc và viết. Để đọc và viết, người khiếm thị sử dụng nhiều cách thức tiếp cận khác nhau và nhiều công cụ trợ giúp, trong đó bao gồm chữ phóng lớn, sách nói, chữ Braille, tài liệu điện tử, thiết bị điện tử và nhiều cách thức khác. Để tìm hiểu thêm, xin tham khảo giáo trình kỹ thuật tiếp cận những bước khởi đầu Access Technology Beginnings của trường khiếm thị Hartley. 5.1. Chữ khổ lớn, large print. 5.1. Chữ khổ lớn, large print. Nhờ quyết định, chẳng hạn như quyết định của Bưu điện Mỹ về việc gửi bưu phẩm miễn phí, đưa ra chuẩn 14 là kích cỡ phông tối thiểu cho loại chữ khổ lớn. Phông chữ là kiểu chữ và kích cỡ của chữ in. Hầu hết sách báo được xuất bản có kích cỡ phông từ 8 đến 12. Tuy nhiên, các tổ chức khác như nhà in dành cho người khiếm thị của Hoa Kỳ quy định cỡ chữ cho bản in khổ lớn là cỡ 18 trở lên, chữ phóng lớn và màn hình vi tính. Một số sách báo được xuất bản với dạng chữ khổ lớn, người sử dụng vi tính cũng có thể in bài vở với phông chữ lớn. Hầu hết các phần mềm vi tính đều cho phép người dùng phóng lớn chữ và hình ảnh trên màn hình mà không cần cài đặt gì thêm. Các phần mềm phóng lớn chuyên dụng thường có các tùy chọn thay đổi màu nền và màu hình ảnh. Ngoài ra, sử dụng một màn hình lớn hơn cũng có thể đem lại nhiều lợi ích hơn. 5.2. Giấy, bút và các bảng viết đặc biệt. Nhiều người đọc chữ phóng lớn viết bằng tay với giấy bút và bảng viết đặc biệt. Giấy có dòng kẻ đậm, to hoặc nổi có thể giúp viết dễ hơn và bút lông màu đen tăng thêm độ tương phản. Người ta nhận thấy rằng mực đen được yêu thích hơn bút chì hay mực xanh khi viết tay và khoảng cách dòng gấp đôi thì dễ đọc hơn. Đối với chữ in,
nên nhớ rằng chữ in nghiêm và chữ in toàn chữ Hoa sẽ khó đọc hơn. Có nhiều loại bảng giúp người khiếm thị viết tay, writing guide, bảng gợn sóng giúp người viết cảm nhận những đường kẻ, khung viết với các ô chấm theo từng dòng cũng hữu dụng. Thêm vào đó, khung để viết séc và ký tên là công cụ hữu ích cho việc viết séc và thanh toán hóa đơn. Những séc có đường kẻ nổi và in đậm cũng đang được sử dụng. 5.3 đánh máy, typing hay soạn thảo văn bản, word processing. Đánh máy hay soạn thảo văn bản là một lựa chọn khác cho người sử dụng phông chữ lớn. Trên hầu hết các bàn phím, hai chữ F và J đều được đánh dấu làm điểm chuẩn. Dán thêm chấm nổi có thể giúp dễ dàng xác định được các phím thường sử dụng khác. Ngoài ra, nhìn gắn trên phím có chữ in lớn hay nhằn chữ tự dính làm nổi những mẫu tự và những ký hiệu của phím dạng chữ in lớn đều có bán. 5.4 sách nói, audio. Nhiều sách báo được thu âm và được dịch vụ thư viện quốc gia National Library Services NLS của Hoa Kỳ cung cấp miễn phí. Một số loại khác thì được bán, một số đài phát thanh có những chương trình đọc truyện. Với các thiết bị thích hợp, người nghe có thể mở radio để nghe chương trình phát thanh của các tờ báo, tạp chí và sách. Ví dụ, Voiceprint là chương trình sách nói của Canada cung cấp thông tin báo chí hàng ngày của Canada. 5.5 Bộ đọc tổng hợp Synthetic Speech. Bộ đọc tổng hợp giúp đọc văn bản trên máy vi tính cho người khiếm thị. Với bộ đọc tổng hợp, máy vi tính sẽ phát âm những ký tự đang được đánh trên bàn phím hay những chữ đang hiển thị trên màn hình. Để làm công việc này, máy vi tính cần có card âm thanh, sound card và phần mềm đọc màn hình, screen reader. Hai phần mềm đọc màn hình thông dụng là phần mềm JAWS, Job Assessed Speech của hãng Freedom Scientific Hoa Kỳ và phần mềm mã nguồn mở miễn phí NVDA, Non-Visual Desktop Access của tổ chức NVAccess. Hầu hết các chương trình phòng lớn chuyên dụng như Zoom Test cũng đọc văn bản trên màn hình bằng bộ đọc tổng hợp. Thêm vào đó, người khiếm thị còn sử dụng các thiết bị thu âm và nhiều loại thiết bị công nghệ hiện đại có tích hợp chương trình đọc màn hình. Hiện nay, điện thoại thông minh và máy tính bảng đang được phổ biến rộng rãi như một công cụ đa năng và gọn nhẹ trong giúp ích rất nhiều người khiếm thị ở mọi lúc mọi nơi trong việc liên lạc thông qua chức năng điện thoại, tin nhắn, email, giúp tiếp cận tra cứu thông tin, đọc sách báo điện tử trên internet cũng như rất nhiều những ứng dụng tiện ích khác cho cuộc sống độc lập của người khiếm thị như xem mệnh giá tiền, soi màu, quét và đọc văn bản, thu âm, nghe nhạc, chụp và mô tả hình chụp, thông báo vị trí và thời tiết, chỉ đường qua hệ thống định vị toàn cầu. Chữ nổi Braille. Chữ nổi có thể truyền đạt tất cả các ngôn từ trong bất cứ ngôn ngữ nào, mặc dù nó không thống nhất và có sự khác nhau trên thế giới. Trong hầu hết các ngôn ngữ, một ô chữ nổi đầy đủ trông giống như con lục trong cờ domino với hai cột, một cột có ba chấm. Sự kết hợp khác nhau của các chấm tạo nên những ký tự, cũng như các chữ tắt cho các từ và các nhóm ký tự. Đã có nhiều sách báo được xuất bản bằng chữ nổi. Để chuyển dịch những tài liệu từ chữ in sang chữ nổi, cần có những người thông thạo chữ nổi lẫn phần mềm dịch chữ nổi. Có nhiều công cụ khác nhau để viết chữ nổi, bao gồm bảng viết và dùi, máy đánh chữ nổi và máy in chữ nổi. Ngoài ra, màn hình chữ nổi giúp người sử dụng vi tính đọc được các văn bản hiển thị trên màn hình. Bảng viết và dùi, slate and stylus. Bảng và dùi là dụng cụ nhỏ và dễ mang, dùng để viết chữ Braille. Cứ coi như nó là sấp giấy và cây bút chì của người khiếm thị. Nó không cần ổ cắm điện hay pin và có thể mang đi khắp nơi. Bảng viết là một cái khung có hai phần bằng kim loại hoặc nhựa được kết nối với nhau bằng bản lề. Để viết chữ nổi, kẹp giấy vào giữa phần trên và phần dưới của khung. Dùi là một dụng cụ có một đầu nhọn như cây kim. Mỗi khi người viết ấn cây dùi vào lỗ lõm trên bảng viết, một chấm chữ nổi hiện lên ở mặt bên kia của tờ giấy. Do đó, khi viết xong thì lấy tờ giấy ra và lật ngược lại để sờ đọc. 5.8. Máy đánh chữ nổi, Braille typewriter. Với kích cỡ và công dụng, máy đánh chữ nổi tương tự như máy đánh chữ thông thường. Thiết bị này có cả loại sử dụng điện và loại chỉ đánh bằng tay. 6 phím tương ứng với 6 chấm của một ô chữ nổi để tạo ra bất kỳ ký tự chữ nổi nào. Người sử dụng gắn giấy vào, gõ phím và cuối cùng là lấy ra trang giấy chữ Braille đã được đánh xong. Máy đánh chữ nổi sử dụng điện, giống như máy đánh chữ điện, gõ nhẹ hơn và nhanh hơn. 5.9. Máy in chữ nổi, Braille Embosser. Máy đục chữ nổi cũng được gọi là máy in chữ nổi. Phần mềm chuyển dịch cho phép máy vi tính ra lệnh cho máy in ra chữ nổi trên giấy. Vì thế ta có thể soạn thảo trên máy vi tính, rồi dùng máy in chữ nổi in ra bản chữ nổi, giống như dùng máy in bình thường để cho ra bản in. 5.10. Màn hình chữ nổi, Refreshable Braille Display. Màn hình chữ nổi là một thiết bị điện tử, hiển thị chữ nổi của văn bản đang hiện ra trên màn hình vi tính. Màn hình chữ nổi được đặt nằm dưới bàn phím, giúp dễ dàng chuyển tay giữa việc đọc và việc gõ bàn phím. Màn hình này hiển thị mỗi lần một dòng từ 20 đến 80 ký tự chữ nổi. Nó được gọi là tái tạo Refreshable bởi vì sau khi đọc xong một dòng, chỉ cần bấm một phím là dòng khác hiện lên. 5.11. Tài liệu và thiết bị điện tử.
Một số sách báo điện tử, phiên bản điện tử của các tạp chí đã có sẵn trên mạng và có thể truy cập bằng máy vi tính tương tích hoặc máy đọc sách nói kỹ thuật số. Sách nói kỹ thuật số, DTPS, được ghi âm theo tiêu chuẩn DAISY, có thể dễ dàng tải về máy vi tính hoặc tải về máy đọc DTP sách tay, chẳng hạn như máy đọc hiệu vector. Thế là người khiếm thị có thể mang theo những tài liệu học tập, tạp chí, sách báo, vân vân đến bất cứ nơi nào họ muốn và nghe trên máy đọc sách nói. Với các phím di chuyển, họ có thể chạy nhanh qua các chương, tạm ngưng đọc, đánh dấu các trang, dò tìm trong bảng mục lục và còn nhiều tiện ích khác nữa. Ngoài ra, máy quét và máy ghi chép điện tử cũng rất hữu ích cho việc đọc và viết. 5.12. Máy quét scanner. Nhiều người khiếm thị sử dụng máy quét. Họ sẽ đặt văn bản in hoặc hình ảnh trên máy quét giống như người ta đặt giấy vào máy photocopy. Máy quét sẽ phân tích văn bản hoặc hình ảnh đó và chuyển đổi nó sang một định dạng khác mà máy vi tính có thể sử dụng. Người khiếm thị lúc đó sẽ dùng một phần mềm thích hợp để đọc dưới dạng chữ thường hoặc chữ phóng lớn, bằng tiếng nói hoặc bằng chữ nổi. 5.13. Máy ghi chép điện tử, Electronic Note Taker. Máy ghi chép điện tử là thiết bị cho phép người sử dụng ghi chép những điều cần nhớ cũng như lưu trữ thông tin, các cuộc hẹn và những thông tin liên lạc. Máy ghi chép hoặc có bàn phím dùng máy đánh chữ nổi hoặc có bàn phím thông thường kèm theo. Người khiếm thị gõ các điều cần nhớ và thiết bị này sẽ đọc lại, dùng bộ đọc tập hợp hoặc dùng màn hình chữ nổi. 5.14. Những phương thức hỗ trợ đọc và viết khác. Nhiều tạp chí cung cấp các bài báo được in lại của các tạp chí nổi tiếng theo cách thức mà người khiếm thị có thể tiếp cận được. Ví dụ, tạp chí dành cho người khiếm thị Matilda Jaeger tuyển chọn nhiều bài viết từ các nhật báo và người săn trong nước rồi xuất bản dưới dạng chữ nổi, băng cassette, điện thư và đĩa vi tính. Một tạp chí khác là Choice Magazine Listening chọn lọc và thu âm lại các bài báo của nhiều tạp chí khác nhau. Câu lạc bộ Newsreel hàng tháng cho ra băng cassette có các bài báo liên quan đến nhiều chủ đề được yêu thích. Khi các tài liệu không tiếp cận được, người khiếm thị vẫn có thể nhờ người sáng mắt đọc cho nghe. Người đọc có thể là thành viên trong gia đình, bạn bè, người đọc thuê hoặc nhân viên của các cơ quan phục vụ người khiếm thị. Trường học cũng có thể chỉ định một người đọc để mô tả cho học sinh khiếm thị biết các định dạng văn bản như phông chữ và tiêu đề, giúp học sinh tập trung vào phần quan trọng nhất của nội dung văn bản. 5.15. Trang bị tiện nghi cho lớp học. Để hỗ trợ học sinh khiếm thị, nhà trường cung cấp tài liệu học tập theo cách thức thích hợp mà học sinh khiếm thị có thể tiếp cận được. Những tài liệu đó có thể bao gồm sách giáo khoa, bài kiểm tra, tài liệu tham khảo và tài liệu phát trong lớp. Ngoài ra, bản đồ, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ và đồ họa khác cần được trình bày theo cách thức dễ tiếp cận. Một giáo viên phụ tá trong lớp sẽ rất hữu ích giúp mô tả tất cả những chú thích cho hình ảnh này, có thể bằng cách sử dụng một bộ dụng cụ vẽ đường kề nối. Giáo viên có thể sử dụng máy Thermoform, máy chip các mô hình nổi trên giấy nhựa để tạo ra các tài liệu minh họa nổi, hoặc họ có thể dùng loại giấy kiếm đặc biệt từ nhà in APH của Hoa Kỳ cùng với bút bi hoặc bút gắn bánh răng để tạo các đường kẻ nổi. Độ rám khác biệt nhau được tạo ra bằng những vật liệu như keo dẻo, sơn trên vải, dây chì, que gỗ và các loại vải đều hữu ích khi chuẩn bị làm các minh họa nổi. 5.16. Trang bị tiện nghi ở nơi làm việc. Các cách thức và công cụ dùng để đọc, viết cũng giúp nơi làm việc trở nên dễ tiếp cận. Ví dụ, đồng nghiệp của bạn có thể đọc các tài liệu theo các cách thức thích hợp và dùng các dụng cụ trợ giúp để tạo các văn bản. Trong quá trình nhận đơn xin việc, người chủ cần để ý đến nhu cầu đọc, viết và tạo thuận tiện cho người khiếm thị. Việc gửi mẫu đơn xin việc bằng thư cho phép họ đọc bằng các dụng cụ hỗ trợ nhìn kèm. Bằng nhiều cách, người chủ có thể gửi email cho người xin việc, cung cấp mẫu đơn trong đĩa vi tính, mở văn phòng đơn tiếp họ hoặc chấp nhận đơn bình thường đã điền đầy đủ. Nhiều cách thay đổi nơi làm việc rất dễ thực hiện, chẳng hạn như dùng hộp thư thoại, email hay tin nhắn thu âm, không dùng giấy và viết tay để nhắn tin. Nếu người chủ và nhân viên thường xuyên thẩm định lại phương tiện làm việc, nhu cầu riêng của từng nhân viên có thể thay đổi và các chương trình vi tính được cập nhật có thể đòi hỏi những thay đổi khác. Phần này bàn về các cách thức và công cụ cơ bản để đọc và viết. Ngoài ra, nó đã cho nhiều ví dụ cụ thể về việc trang bị các công cụ hữu dụng cho lớp học. Danh sách tài liệu tham khảo đối với phần đọc và viết trong trang web ABL Data, Trung tâm Tài nguyên Công nghệ Tương thích Đại học Toronto, màn hình chữ nổi, trang ghép của All About Vision, tổ chức người khiếm thị tại Mỹ, những nhọn vặt giúp bản in dễ đọc hơn, IDT Areas, cách tạo văn bản có thể đọc được, thiết kế dành cho người nhìn kém, nhà xuất bản Lighthouse International, trường học dành cho người khiếm thính và người khiếm thị tại bang Arizona, công nghệ hỗ trợ, trường học dành cho người khiếm thị tại bang Texas, trẻ khiếm thị mẫu giáo, trang web của ABLINET, trang web của Choice Magazine Listening, Erin Jane Ann và Susan J. Spunkin. Trong lớp của bạn có một học sinh khiếm thị đa tật, hướng dẫn dành cho giáo viên, New York, IFB xuất bản năm 2004, Ủy ban Truyền thông Liên bang 1504, chương trình và sổ tay tiếp cận các hoạt động.
dự án hỗ trợ giác quan bang Georgia, khiếm thị, Đại học bang Georgia. Hoepner, Kathleen Mary, Jean Gilladin, Brickett, Therese Rafalskowski-Wedge và Eka Jaffe, tay chăm tay, yếu tố cần thiết của giao tiếp và định hướng di chuyển dành cho sinh viên mù điếc. Tập 1, New York AFP Press, xuất bản năm 1995. Trang web của nguồn thông tin dành cho những người làm việc trong lĩnh vực khuyết tật thị giác. Kitcher J. Elaine, bảng in lớn, hướng dẫn tối ưu khả năng đọc và phông chữ APH dành cho người nhìn kém, nhà in American House for the Blind. Lomet Robin và Nancy Levac, cuộc sống độc lập, chương trình giảng dạy thích ứng dành cho sinh viên khiếm thị, tập 3 chơi và giải trí của Austin. TX, trường Texas dành cho người khiếm thị, năm 1993. Trang web của tạp chí Matilda Zegler dành cho người khiếm thị. Câu lạc bộ phim thời sự số 5 đường Isolona, Columbus, OH43215. Puck, GS và J. Erin, sinh viên khiếm thị, sách hướng dẫn phục vụ giáo dục. Alexandria, tiểu bang VA, Hiệp hội Quốc gia của những nhà điều hành giáo dục đặc biệt, năm 1999. Ringgold, Nicolette, Pennard, ngoài tầm mắt của tôi, New York, AFP xuất bản năm 1991. Sutton, Jennifer, hướng dẫn cách làm tài liệu dành cho người khiếm thị. Takeshita, Bill, phát triển thị lực cho trẻ, hướng dẫn phụ huynh của trẻ sơ sinh và trẻ suy giảm thị lực, cải tiến lớp học dành cho trẻ em với các vấn đề thị giác, trung tâm thị giác không hoàn chỉnh. Trang web của VoiceSpring, phát sóng dịch vụ đọc sách của Canada.